nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần, tên đầy đủ là Phan Doãn Tần, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1947. Ông là một ca sĩ nhạc đỏ người Việt Nam, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ông quê ở xã Hồng Lý, huyện Phụ Tư, tỉnh Thái Bình. Sau khi học xong cấp 2, ông công tác tại Liên đoàn Mỏ Địa chất Kín và bắt đầu tham gia phong trào ca hát văn nghệ từ đó. Khi trường âm nhạc Việt Nam về tỉnh tuyển sinh, ông đã đỗ kỳ tuyển sinh này và ngay từ năm học thứ nhất, ông đã được đài phát thanh thu bài hát Đường Chúng Ta Đi và được Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị gọi vào phục vụ trong quân đội. Từ đó, ông tham gia văn nghệ, văn công quân đội, em trai, vợ và con gái ông đều tham gia lĩnh vực âm nhạc. Hồng Vi, con gái của ông đã đoạt giải Sao Mai năm 2001. Ông đã là một đại tá, đội trưởng đội ca múa nhạc nhẹ Đoàn Ca Múa Quân đội và vẫn nhận tham gia biểu diễn ca nhạc khi được mời. Ông còn tham gia giảng dạy tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ông mất ngày 17 tháng 3 năm 2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vì tuổi cao sức yếu, ông thọ 72 tuổi. Nghệ sĩ ưu tú Kim Phương sinh năm 1953 tại An Giang. Nghệ sĩ ưu tú Kim Phương có mẹ là nghệ sĩ Kim Phụng, từng nổi danh ở nhiều đoàn cải lương. Do vậy từ bé, bà đã mang trong niềm say mê ca hát cũng như thừa hưởng được chất giọng cao của đấng sinh thành. Bà theo mẹ đi hát từ năm 14 tuổi, bắt đầu từ các vai đào con, kép con cho đến đào nhì. Năm 17 tuổi, nữ khách mời vụt lên trở thành đào chính. Năm 1976, Kim Phương về đoàn cải lương Thanh Nga. Lúc này, bà và chồng là cố nghệ sĩ Đặng Vinh Quang thuê một căn phòng trọ nhỏ trên đường Nguyễn Trãi để gần điểm diễn. Trong cuộc đời của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, có lẽ không thể không nhắc đến hai nỗi đau lớn nhất khi mất chồng và mất con. Bà kể ngay mùng 1 Tết năm 1975, khi đang biểu diễn trên sân khấu, thì đứa con trai 3 tuổi qua đời vì bệnh. Đúng 42 năm sau, khi bà và con trai đang quay hình chương trình có chủ đề Tết cho HTV, thì nghe tin chồng mất. Dù cả hai đã chia tay từ nhiều năm trước, nhưng giữa bà và cố nghệ sĩ Đặng Vinh Quang vẫn còn tình bạn và tình đồng nghiệp.